Rồi em hỏi chị thêm một câu nữa là ví dụ như cái chương trình học bổng này nè là nó sẽ áp dụng được nhiều ngành nghề khác nhau hay là nó chỉ có áp dụng được một cái bếp bánh như là vừa rồi mình Không mới có xin học bổng nha, không? nó có nhiều ngành nghề khác nhau đó. Nó chỉ có là chương trình là 3 năm thì học nghề thì hơi ngắn, cho nên là nó kêu là 15.000 per year cho per student per year, chứ nó không có giới hạn là maximum là 3 năm mà có khả năng tới 4 năm. Hầu như là 3 năm là nhiều, còn còn nó không có giới hạn, thì có thể em coi trong thông tin trên ấy, nó chỉ nói là các provider domestic and international student có thể nhận nhận học bổng này, và nó chỉ có nói là gì đây, chị học từ chứng chỉ 4 cho đến bằng tiến sĩ luôn. À, chứng chỉ 4 nha, chứ còn chứng chỉ 3 thì chị, em nói cái chương trình sệt 4 về commercial của Korea đó là bao phủ cái chứng Là chỉ 3 có trong đó rồi. rồi mà. Ở đây thường hè lên rồi còn gì nữa. Từ từ sệt 4 cho đến PhD luôn, từ 1 cho đến 4 năm, maximum là 4 năm. Tới tiến sĩ luôn mà. Đúng rồi, học tới tiến sĩ luôn, từ Là chứng coi chỉ như 4 cho tất đến cả tiến các ngành nghề luôn, miễn là sau trường đó nó có cái chi nhánh hoặc là nó có cái campus ở mấy cái vùng sâu vùng xa là được đúng không chị? đúng rồi, đúng chính xác là như vậy. Nhưng mà nói chung là hôm qua chị đã nhìn lướt qua thì thấy nó có rất là nhiều trường ở tất cả các tiểu bang luôn, chứ không phải giống như IDP là chỉ có một nhóm bốn thằng ở bên New South Wales đâu. Ok, em hỏi chị một câu cuối nữa là mình kết thúc. Là như là mấy bạn mà qua đây học á, là mấy bạn qua đây học mà trong thời gian mấy bạn học như vậy á, là mấy bạn sẽ, nếu mà mấy bạn nào chuẩn bị hết bằng cấp ở Việt Nam, kinh nghiệm rồi này nọ xong hết rồi qua đó, trong khi các bạn làm du học sinh, các bạn vẫn nộp thường trú được hay là phải đợi hết cái visa du học sinh mới được nộp, trong khi mà các bạn đủ điểm rồi? Có những bạn là em biết là thi PT được 7-9 cộng luôn rồi đó chị. Quy định không có giới hạn chuyện nộp visa định cư ở bất cứ cái chính sách nào của chính phủ, ngoại trừ một cái dài dòng có visa ví dụ như không được phép làm việc thôi. Ví dụ như visa guardian, visa giám hộ đó, thì em không được phép làm việc. Em biết cái luật chung là như thế này, hiện tại hầu hết các tiểu bang nó bắt là cái người muốn nộp được visa định cư onshore là ở Úc là phải đang phải có công việc, phải có khai thuế thì em mới nộp được cái EOI, em mới lấy được cái invitation letter để lấy được cái thư mời nộp visa, đúng không? Vậy thì cái visa của em đang sử dụng phải là cái visa đang được phép đi làm, không có giới hạn là em đang ở visa gì. Vậy thì em sẽ là visa du học, cũng được phép đi làm, mà visa 407 cũng được phép đi làm, visa 485 cũng được phép đi làm, tất cả các visa đều được, ngoại trừ visa du lịch, visa giám hộ là không xài được nha. Nói chung tóm lại là đang là những cái visa được phép đi làm, đừng có dùng visa tị nạn chính trị nè, visa du lịch nè, visa giám hộ nè, là những visa không được phép đi làm, là chúng ta không thể nào sử dụng để mà nộp xin bỏ bỏ lánh bang được, thì không nộp visa định cư được thôi. Được rồi, em cảm ơn chị. Thì bây giờ hỏi câu 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 cuối luôn đi, chứ nãy còn câu này nó lấn Cuối cuối cấn. À, thì cuối cuối thì bây giờ là cái học học bếp đó, bây giờ nói thẳng luôn là học phí bao nhiêu để mà cho các bạn biết luôn, rồi tính ra tiền đô đô Mỹ rồi tính tiền đô tính tiền Việt Nam để cho các bạn biết, nếu các bạn bỏ thời gian ra, bạn nào mà tiếng Anh kha khá thì chỉ cần học trong vòng vài tháng như nãy chị nói, trường hợp của bạn này bạn 6 bảo tháng trở lên, là tại vì chúng sau ta học 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 fast track thôi, đó. vừa học vừa vừa thực học, học lý Rồi thuyết vừa thực thực hành. hành. Dạ rồi. Chương trình của mình đang là 7.000 đô Mỹ, nó Dạ. chứng chỉ 3 và cao đẳng luôn, Dạ. học phí rất rẻ. Dạ. 7.000 đô Ở Mỹ. đây có những trường dạy 10.000 mà chỉ được chứng chỉ 3 thôi, Dạ. đó cũng ta là 7.000 mà được cả bằng cao đẳng và chứng chỉ 3 luôn nha. Dạ, là khoảng bao nhiêu Ừ, tiền Việt Nam chị? 7 x 25. nó nay theo đô Mỹ ở đây khoảng 25 mấy thì nó khoảng hòm hòm khoảng 188 hả, 170 gì đó. Chưa tới 200 triệu. À, mà là có bằng cấp Úc hết rồi. Là tất cả những cái loại visa mà sắp tới nếu bạn có cái bằng cấp này thì xin nó vẫn dễ hơn rất là nhiều khi bạn không có gì hết. Rồi thôi cảm ơn chị rất là nhiều, rồi chúc chị nhiều sức khỏe và giúp được nhiều bạn có học bổng 90%. Em thấy cái vụ 90% này em thấy thích rồi. Nói thiệt luôn là mấy nay chị định định có thời gian để chị kiểm tra lại cái quy định của chính phủ, vì khi mình làm cái hồ sơ này cho bạn bạn Bảo á, thì mình chỉ chăm chăm làm sao giải trình cho được cái hồ sơ cho bạn thôi, tại Em vì mình cố nghĩ hết sức. số lượng nó ít, cũng không có hy vọng lấy được nhiều cho học sinh của mình, nhờ vì mỗi trường chỉ được có mấy chục suất à, đúng không? Nhưng may Nhưng mà khi mắn. mà chị ấy vô chị thấy hình như là học sinh nước ngoài á và sinh viên trong nước họ không có nhiều kênh thông tin, hoặc là người ta không mạnh dạn để nộp, Họ tại thấy vì các họ bạn không sợ. dám nộp á. Sợ. À, họ thấy họ sợ quá, họ nghĩ rất là khó lắm cho nên không dám nộp. Thì khi mà chị nộp được cho Bảo á, thì bản thân chị với lại cái người nhân viên của chị ở bên Úc á là một cái bạn mà hỗ trợ tối đa cho chị trong thời gian vừa qua, thì bạn cũng nói là cái này có cạnh tranh á chị Huyền, có chắc không kêu.
có nước cộng nước cộng tác, cứ cố gắng cho nó tối đa là được, chứ mình đừng có giới hạn cái việc cơ hội của các bạn các em, thì chúng ta cũng không mất gì. Thực tế là chúng ta không mất gì, ngoại trừ thời gian là có mất nha, bỏ một tí xíu thời gian chúng ta không phải tốn thêm tiền cho chính phủ, và mặc dù là cái cơ hội nó có mong manh có thấp thì mình làm song song được mà. Cùng lắm nó không cấp thì chúng ta đi du học bình thường, chúng ta đâu có phải là dựa vào cái mức học bổng đó để mà chúng ta nộp hồ sơ du học cho học sinh của chúng ta đâu. Học bổng có thì vui, không có chúng ta vẫn đi du học, nhưng mà tạo cơ hội thêm cho những cái việc xin visa cho nó dễ dàng hơn, và dĩ nhiên nó cũng giảm được gánh nặng tài chính cho các em. Khi mà các bạn có cái mức học bổng cao như vậy rồi thì các em cứ thế mà tha hồ đi qua đi học và trải nghiệm thôi, chứ không phải là đi làm kiếm tiền để đóng học phí nữa. Đó là một cái cơ hội hoàn Quá toàn rất tốt là rồi. tốt cho các em. Em ước gì hồi xưa mà em có biết cái học bổng này là em đăng ký liền. Đó. À đúng rồi, Đó thì em đó là học, không nói phải là học bổng có xét đúng không? Tại vì sao, tại em biết tại sao học bổng, chị rất thích học bổng này, là vì học bổng có xét là 100% học bổng đúng không, xin học phí cũng có luôn, nhưng mà đi làm đi học 2 năm phải về Việt Nam phục vụ 2 năm Nó rồi mới không quay lại dùng, Úc nữa. nó thì nó hơi bị Không, cái kẹt. học bổng này hoàn toàn không giới hạn, không Không hề một cái giới hạn không nào cần đi cả, về không có luôn công á. ý gì cho bất cứ ai. Học bổng tài trợ của chính phủ toàn bộ, không dính tới chính phủ Việt Nam, cho nên toàn tâm toàn ý các em đi làm. Còn cái chuyện tại sao những cái bạn học bổng khác á, 100% của các trường đại học á, nói thiệt luôn với em là cạnh tranh gian khổ vô cùng đúng không, một năm chỉ được dài ba suất thôi, học bổng 100% có được dài ba suất thôi, mà phải làm gì đại sứ thiện chí cho trường thế này thế kia, Làm tham gia đủ học kiểu bổng hết á. là phải làm đủ thứ cho nó hết, nó mới cho học bổng đó. Ở đây hoàn toàn không bị giới hạn gì hết, chúng ta chỉ có là chịu khó đi về một cái vùng đó, nó hơi khó khăn để Nó mà hơi vắng đủ dần, cái thưa điều dần. à và vắng dân á, thì chúng ta bị giảm về cái cơ hội việc làm, nhưng mà nói chung cái người chăm chỉ thì đi đâu cũng kiếm được Vẫn việc kiếm việc làm làm. thôi, chỉ có người chứ người không có chăm chỉ á, thì mới sợ, chứ còn người chăm chỉ thì không có sợ. Em thấy nó cũng phù hợp với lại mấy bạn mà đi qua du học, tại vì bạn chỉ cần học, tập trung học và làm part time, làm 20 tiếng, 25 tiếng mỗi tuần, 24 tiếng thôi, nó cũng phù Đúng hợp mà. rồi, không cần phải quá 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 cày, cày vừa phải thôi, cày để mà làm kiếm vừa phải. tiền vừa học phí. Nghĩa là chúng ta đi làm, chúng ta trải nghiệm thêm, và chúng ta làm cái nghề Làm nào mà cuối nó tuần dễ được kiếm rồi. tiền trong cái cuối tuần là Là không cần đẹp kiếm rồi. lắm. À, chúng ta chỉ cần kiếm những cái công việc mà nó phù hợp và nó trong cái khả năng tài chính của chúng ta có thể lo lắng được ban đầu, là cũng không có nhiều tiền thì cũng vẫn có thể đi được đó, thì cũng coi như là một cái cơ hội cho các em. Thì em nói cái này nữa Rồi. là ví dụ như nãy á, lúc đầu chị nói là nếu mà không có học bổng này chị cũng có thể xin cho mấy bạn là 10%, 20%, 30%, thậm chí 30%, đúng rồi, là đúng xin rồi. được trong khả năng của mình là được. Đúng Còn đúng. có như Chính nếu xác. mà em nói một cái học bổng này là 90% đi, thì nếu mà không xin được 90% mình vẫn xin được cái học bổng kiểu này nhưng mà giảm xuống chút xíu cũng được mà, chứ đâu phải là phải bắt buộc phải 90% hết đâu. Có những bạn thì Đúng mình rồi. cố cứ nộp thôi, cứ làm hết sức. Rồi kết quả thì Cứ nó làm đi sẽ đó. mình làm hết sức đi, mình cứ cứ Các nộp trường thôi. bây giờ nó vẫn vẫn cho học Tại bổng, nó vì vẫn cho học bổng nhưng mà cái mức nó không quá không cao. quá cao thôi, nhưng mà cái chương trình này có chính phủ hỗ trợ và mình đâu có gì để mất đâu, thì cứ nộp hết sức, làm hết sức, và nếu mà có được 90 thì đẹp, còn không thôi thì hoặc là 45.000 thì đẹp, còn không có thì cứ giảm xuống 30 hay 40 gì cũng được mà. Nói chung là có học bổng là vui rồi, nhưng mà càng cao thì càng vui hơn. Về cơ hội cạnh tranh là công bằng cho các bạn, cho nên là nếu như em nào mà may mắn thì nói là khi nó mới mở ra thì nhiều người chưa biết á, thì chị nghĩ là cơ hội mình sẽ lấy nó sẽ xác suất là sẽ cao hơn, còn khúc sau thì độ cạnh tranh nó càng Nó ngày nó càng càng cao càng hơn, nhiều người biết dù rồi. gì nữa thì chúng ta vẫn vẫn phải có một cái sự chuẩn bị chu đáo hơn. Nói gì nói thì không có chương trình này còn có chương trình khác, thì làm xuyên không Xin đi không săn. không làm đi xin để xin visa, làm sao làm xin để đi tìm thông tin thêm, và làm sao để mà hoàn thành được cái mục tiêu đi học của mình, để mà đạt được cái visa thì các em cũng phải có một sự chuẩn bị, chứ như không phải là cửa đi xin học bổng là không phải đóng cho tất cả các bạn là chỉ tốt nghiệp cấp 3, thì nói như thằng bảo tốt nghiệp cấp 3 nó học có bằng nghề chúng ta thôi mà nó vẫn đạt được cái mức học bổng cao đó, thành tích học không phải là vấn đề nữa, mà phải có sự chuẩn bị cho thật sự chu đáo cho con đường của mình thôi. Dạ rồi, Và ok. xem như là bạn ấy cũng có một cái chịu khó trong vấn đề săn học bổng á, chứ không phải tự nhiên chúng ta đi tìm học bổng cho các em đâu. Nói thiệt luôn là chúng ta cũng rất là bận, chúng ta không làm hết một chuyện như các bạn, nhưng mà chúng ta nói là chúng ta lo lấy học phí làm đầu đâu, chúng ta cũng không có xin chi phí quá cao của các em, tại vì nhiều công ty du học ở Việt Nam để xin học bổng em biết là nó ra cái mức phí lên tới mấy ngàn đô là tối thiểu để xin học bổng đó. Có trường hợp xin học bổng mà toàn phần em biết nó còn lên tới cái mức là mấy chục ngàn á, Ôi rồi. 10 đến mười mấy ngàn á, chứ không có ít đâu nha. Rồi. À, ở đây có những công ty du học mà chuyên đăng sang học bổng,
và Dạ. biểu phí nó có rõ ràng. Rồi Dạ. chúng ta không không làm cái chuyện đó, chúng ta không không đánh cái chuyện là lấy tiền phí dịch vụ để mà làm học bổng này. Thì giống như mình vẫn phải phải bỏ một khoảng thời gian tương đối như này, chị nói là không có miễn phí 100% trong vấn đề này kia, còn phải dịch thuật hồ sơ. Biết sao không? Cái này xin visa du học hơi cực nha. Dạ. Dịch thuật là 100% đó, hồ sơ tài Dạ. chính phải dịch thuật hết luôn á. Dạ. Tại vì nhân viên lãnh sự ASEAN xét visa không phải là người Việt Nam nữa đâu. Dạ. Người nước ngoài xét visa của chúng ta đó. Rồi, Cho nên các ok. bạn nào làm visa du học mà cứ đinh ninh như trước này, sao lại phải đóng phí dịch vụ để dịch thuật cái này cái kia, là nó thiệt luôn với em, bộ sao chính dạng hoàng như vậy đó. Dạ. Lên tới phí dịch thuật là mười mấy 20 triệu chứ không phải là dạy 3 triệu đâu nha. Nó Dạ thiệt dạ luôn các dạ. bạn á. Tại Dạ rồi. vì cái người nhân viên lãnh sự xét visa bây giờ là tụi Tây. Dạ dạ Nó dạ. dùng lực lượng nhân sự ở nước ngoài. Ở đây không phải là vấn đề nữa, hồ sơ quá nhiều. Lãnh sự quán Úc nó không xét nổi nữa, nó lấy nhân viên nhân sự nước ngoài xét luôn. Dạ Và rồi. phải dịch thuật toàn bộ hồ sơ ra tiếng Anh hết, chứ không phải là miễn dịch thuật chứng từ chứng minh tài chính đâu. À, cho nên Dạ. các bạn nào xin visa thì cẩn thận. Ừ, Dạ rồi, ok, em cảm ơn chị. Hẹn chị lần sau. bye bye Dạ em. rồi, cảm ơn chị nhiều. Rồi, Dạ hẹn rồi. gặp em lần sau. Dạ rồi, bye bye.